Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Doshite Doyate Vì sao và làm thế nào. Mình là Đình Nghị. Thì mình vừa mới biết được một cái thông tin là theo báo NHK, từ ngày hôm qua ngày 17 tháng 2 năm 2021, Nhật Bản đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho các nhân viên y tế trên toàn quốc. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thì có tổng cộng 125 nhân viên y tế được tiêm chủng tại 8 bệnh viện trên toàn quốc cho tới 5 giờ chiều ngày 17. Và cho đến nay thì vẫn không có phản ứng phụ nào đáng chú ý được báo cáo. Loại vaccine được tiêm chủng là của hãng Pfizer, một công ty dược phẩm lớn của Mỹ, lần đầu tiên được phê duyệt tại Nhật Bản và sẽ được tiêm chủng trước tại 100 bệnh viện trên toàn quốc, nhắm tới khoảng 40.000 nhân viên y tế. Tiếp theo thì mình sẽ nói về lịch tiêm chủng. Khoảng 40.000 nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên toàn quốc sẽ được tiêm chủng đầu tiên bắt đầu từ ngày 17 tháng 2. Sau đó thì sẽ tiêm cho khoảng 3,7 triệu nhân viên y tế còn lại. Từ tháng 4 năm 2021 cho đến tháng 3 năm 2022 sẽ tiến hành tiêm chủng cho khoảng 36 triệu người trên 65 tuổi. Tiếp theo đó thì sẽ tiến hành tiêm chủng cho khoảng 8,2 triệu người mắc các bệnh có nguy cơ cao và khoảng 2 triệu người làm việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Việc thực hiện tiêm chủng là hoàn toàn miễn phí. Theo như mình dự đoán thì chắc phải tầm giữa năm 2022 cho tới đầu năm 2023 thì Nhật Bản mới tiến hành tiêm chủng toàn dân. Thì lúc đó chúng ta mới được tiêm vaccine. Vì vậy các bạn vẫn phải luôn giữ cho mình thật an toàn, luôn rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn bằng cồn, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và hạn chế ăn uống, tụ tập đông người. Vì tình hình dịch bệnh vẫn còn rất nhiều phức tạp và Covid-19 không chừa một ai. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hãy tiếp tục theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!